Hiệp 1 tỷ số đang là 3-0 nghiêng về 6-3. Cầu thủ Hoàng Phúc ghi 2 bàn và cầu thủ Hải Huy ghi 1 bàn. Trọng tài đã thổi còi. Đấu hiệp 2 bắt đầu. Chúng ta đang thấy quả bóng tấn công của số 1 3-3 trên sân của số 1. Quốc Đại đang có bóng. Quốc Đại rất tốt. Rất tốt. Ta thấy số 3 Quốc Đại một pha đi bóng từ cánh này qua cánh được kia. Qua tâm sự của huấn luyện viên Cao Hồng Cường thì lớp 63 đã đi tập huấn để chuẩn bị trận đấu này. Lớp 63 đã đi tập huấn từ Argentina mới về và lớp 63 mua cái áo của đội bóng của đội tuyển Argentina luôn. Quán lộn xộn trước quả bóng lộn xộn trước khung thành của 6-1. Lên số thấy một số phụ huynh và các em đứng sát khung thành của thành đội số 1, chúng ta lui ra xa một chút. Thành đội số 3, chúng ta lui xa một chút, xa khung thành của thành đội của hai đội. Thank you.
thanh niên số 30 bắt chơi dính đấu. Trọng tài đang thảo luận về cái pha bóng đã trúng tay của cầu thủ lớp 6A3 và trọng tài cho lớp 6A1 một pha đá bên tay, và bên tay dành cho lớp 6A1. Rồi cầu thủ để bóng chạm tay đó là cầu thủ Duy Khải của 63. Wow, rất tốt, cầu thủ số 7 của 61 đó là Hữu Nhân đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Hiện tại thì trận đấu đang đẩy lên với nhiệt độ rất cao. 6A1 đã trong hiệp 2 này, 6A1 đã tổ chức những pha tấn công liên tiếp những khung thành của 6A1, 6A3 và những đường tấn công đó cũng mang lại cái hiệu quả một pha bóng penalty dành cho 6A1 và 6A1 đã tận dụng được cái đá penalty này. Đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Wow. Và chưa đầy một phút là 6-3 đã kịp nâng lên tỷ số là 4-1. Đang phải ăn miếng cả miếng rất là hay. Và cầu thủ số 7 Hồ Phú đã là cú hat trick đã tăng thêm một bàn thắng nữa. Trọng tài 6A3 có sự thay đổi người, số 23 Gia Bảo ra sân, số 23 Gia Bảo ra sân thay cho số 8 Tường Nhân vào sân. Các cổ động viên nghe chỗ cái hành lang này, chúng ta người vui đi chân lên, bỏ hết chân lên trên cái trên bê tông đi. Tất cả các cổ động viên chúng ta lên đứng trên sân tông luôn. Rất là nguy hiểm. Nhưng số 1 không có tặng trọng được.
đã biên dành cho số 1. Hết vừa rồi mà từ từ. Chúng ta đang thấy số 1 đang tổ chức dung dập về sân, phần sân của số 3. Không còn gì để mất. Tại vì gặp lỗi trực tiếp mà. Và hãy xong lên. Và cống hiến một trận đấu số
quá rồi. Cũng phụ huynh chúng ta đứng ở chỗ trung thành của số 3, chúng ta luôn ra xa. Chúng ta luôn ra xa. Và đá biên luôn ra dành cho số 1. Quý huynh chúng ta chỉ các em chỉ đạo các em chúng ta không có đứng sát trung thành của lớp nha. Cảm ơn đã ra phá bóng ra hết đường chúng ta, hết đường chúng ta. Các em phải xin lui ra. Rất là nguy hiểm. Và bé mà thông luôn đã đứng im trong cái thành nhìn vào bóng đi. Đá biên dành cho số 3. Đá biên dành cho số 1. Các cổ động viên chúng ta lui ra. Các cổ động viên chúng ta lui ra. Lui ra. Mày nói lui ra có nghe không? Lui ra cho các bạn đá thì sao vậy? Không qua được hậu vệ của số 1. Rồi, tôi chấp. Thành công của số 1. Số 1 tôi chấp.
Quốc Đạt tuy nhỏ con, tuy nhiên cầu thủ ta đã rất là khôn ngoan trong những trận đấu.